chào mọi người. Lại mưa nữa rồi. Mà mình ghé qua cái quán này nè. Quán này ngay cái góc Phan Văn Trị với lại Lê Quang Định. Quán Tương Anh 213A Phan Văn Trị. Mưa quá trời mưa. Mưa rã rít luôn nè. Kiếm món nào mà ăn kiểu mà dân dã ăn chắc ngon lắm đây. Quán này mình đi ngang qua đây cũng phải 10 năm, 12 năm rồi nó vẫn vậy đó. Quán gia đình ha. Ở đây thấy có bán bún mắm nữa kìa, bún nước lèo gì đó. Đó bún mắm. Ở đây nhiều món ghê lắm á. Nó nhỏ gì đâu mà nó có vỏ đó nha. Rồi xin giới thiệu lại 213 chị nha. Đầu tiên mình gọi món cà ri dê. Tại vì buổi chiều rồi đó bụng á. Ăn với bánh mì ha, ngon ghê. Nóng hừng hực. Mình nhớ coi hình như là khoảng 140 ngàn á. Thịt nó mềm lắm. Nó vừa đủ cho mình ăn. Ngon lắm, cay lắm nha. Ngon á, món này ở đây ngon. Rồi chấm bánh mì. Đó, khoai tây. Cái này nấu theo kiểu là ở nhà sao á, rất là ngon. Đúng hợp với vừa ý dai. Mình luôn. Vô. Dai ngon, mềm. Tiếp theo là món cá linh non. Mùa nước nổi mà người ta có cái món này nè. Cá nó nhỏ lắm nha. Chắc là cô mua ở đâu dưới quê chứ làm gì đây có bán. Giòn tan luôn à. Nói chung là tuyệt vời mặt trời. Chấm nước mắm me kìa. Rượu nó cay. Nó giòn. Hấp dẫn ghê. Cái linh thì các bạn biết rồi, nó là đặc sản á. Không mùi nốt nổi nó thôi. Cái linh non nhỏ xíu nè à. Chứ nó không có bự như in chợ chỗ này bán đâu. Giòn ha. Ở chợ mà cái linh lớn mà kia giờ này nó nổi cái linh giả đó. Có lấy cái chấm cọ con hay gì đó. Nó me. Rồi ăn một miếng ớt vô kìa. Quách ta cay cay. Kêu mấy đứa nó qua nhậu rồi đó. Ông Liêm kia đó, ông Liêm đang như về cũng đường này nè. Lương xào xả ớt. Trời ơi, lương này chắc lương đồng hay sao nó dai ghê luôn. Làm theo kiểu cũng gia đình đó. Ngon ha. Từ lúc mà gia đình luôn. Mình cảm giác là cái vị của gia đình xin, chứ không phải là vị của quán. Bây giờ mới ăn lại. Đậm đà kiểu mà giống như mẹ nấu vậy. Dẫn. Hồi nãy ăn bánh mì rồi mà bây giờ ăn bánh chén. Chứ thật rất là tạm bánh mì đó nha. Dài, lương dài ghê. Lương dài lắm. Ăn tanh nữa. Được. Nếu mà bạn tới đây á, bạn sẽ nên mua món này. Mua về. Bánh màu này là ấy là món gì? Món cà ri dê đúng không? Đúng rồi. Món lươn nè. Với món cá linh đi. Đó. À, món. Ở đây có thêm một em món chung mà. Cũng rất là ngon nhưng mà bữa mình ăn rồi mình lại. Chả đầm đúng không? Đúng.
bà nướng lên mo cái món này khoảng 75 nghìn á. Được không? Chị. Qua. Trời mưa lại rai heo. Rai ha. Ăn vô heo. Đã cháy luôn. Tiếp theo là mình sẽ ăn một món này như là cả thế giới nha, cũng sợ. Thích lộn. Mưa mà ăn theo banh đi, trời luôn đi rồi ngủ. Ăn nhiều lắm không á. Coi thử nó mập lên không? Thành heo luôn. Trời sao mưa mưa. Nói gì nè, chỉ cần đập hai cái tiếng thịt lộn rồi ngồi ăn. Mà mình không hiểu sao khi mà mình về mình luộc cái nó lại không mới ngọt, nước không ngọt mà mình đã quấy mình ăn mình mua ở ngoài thì nước rất là ngọt. Em sầu huyết nữa đi. Tại có mấy con hả? Mọi người thấy mình ăn nhiều thôi, biết sự mỗi người có 2-3 con. Nếu mà gỡ hết cái sầu huyết này vô thì cũng không chưa được chén nên ăn. Sầu huyết mắc mà. Đây nè, con này cũng vậy. Nếu gỡ ra cũng đâu được chén đâu. Mỗi người có thể ăn 3 chén cơm. Thì ba cái đồ ăn này mỗi người thì ăn 3-4 tô cũng không sao. Trời lạnh lạnh. Ừ. Cảm giác như Tết đó, ha. Ừ đúng rồi, người Noel này còn gì. Nghêu này hơi nhỏ nhưng mà ok vẫn ổn. Thêm miếng cần ghẹ nữa, tư tư theo theo cái gì. Trời mưa lâm râm. Rất đành lắm bạn. Dèo 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 dèo. Ồ, gần mùa lễ hội rồi. Dáng kiếm tiền để ăn thôi chứ làm gì nữa giờ. Chứ Tết làm gì có mấy cái này mà ăn. Thôi giờ tranh thủ ăn đi bạn ơi. Cái nước mắm. Ở đây hình như à, ở đây là quán bỏ ớt nhiều nhất thế giới rồi. Quá trời ớt, cái gì cũng ớt bỏ luôn. À, thấy chưa. Bỏ ớt tiếp nữa. Nhưng mà có ớt nó ngon. Ốc be xào dừa. Giờ bữa rủ bạn qua đây nhậu đi. Nó đã không? Gieo nhẹ nhàng cho một cái chiều mưa. Bữa nay làm ngon không bữa?
bạn một buổi tối vui vẻ. Ăn quá trời ăn luôn, mưa mà ăn đi. Ăn cho thằng heo chơi gieo gieo. Bấm subscribe nha. Tên 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 tên. Con